Quý vị và các bạn thân mến, hiện tại thì lại có mặt ở nhà. Hôm nay lại về đây để chia tiền với cha với mẹ. Vì hôm nay với cha với mẹ bán anh Long. Bây giờ là anh Long là đã được cắt được một số rồi nè quý vị ơi. Đó. Anh Long cha này, nay good không chị Dung? Được ha, trời ơi coi cái trái anh Long nè quý vị ơi. Trái hẹn ký không? Trái không tới rồi ha? Tới chứ, ký không chị? Ký. Ký á quá, ký á. Ký á nha. Ui trái này đẹp quá. Trái này hơn 20. 1 ký gì 20. Hơn 1 ký. Cá không? Có cần không? Không? Em đâu cá đâu. Anh Long chị Dung đâu cần cân đâu. Đó, cái tay phải là cái cân rồi đó. Rồi thế bây giờ lại sẽ lên để phụ cha nha. Hồi sáng giờ là lại đợi vợ lại đi chợ về rồi hai đứa mới vô đây được. Bây giờ mình sẽ lên trên vuông ở trển để xem mọi người cắt và đẩy thanh long nha. Thanh long thì vừa cắt, bây giờ nó lại tiếp tục ra bông ra trái mới nữa rồi quý vị thấy không? Cái này là vườn khác anh. Vườn khác đó thì chung á kìa, đó có chung hả? Có bóng rồi đó. Đây, cả nhà ơi. Cha lại thì đang đẩy. Lại sẽ lên đẩy phụ cha nha. Con sẽ gù ông cha. Đó, cái nhà thấy không? Đẩy làm 3 sọt. Giờ lái thanh long vô đẩy luôn rồi. Lái này lái dữ mà. Ờ anh đợi lấy xe rùa hả là sao? Đây đây đợi cha lên với mình. Mình sẽ lên mình xem mấy bác. Ở đây cắt thanh long là mẹ lại cắt với lại chung mấy bác ở gần nhà nè quý vị. Em coi kìa, có trái long kìa. Trái này bữa mình quay nè phải không? Ôi ui thấy mê không? Này chín đỏ đều đẹp ghê hả ta? Mẹ lại chổng kìa. Đó. Sao mẹ lên về rồi? Con cua hai con bự quá. Nè nè, cua nè anh. Đó. Đó, ở đây là ở chỗ lại ở là cua nhiều lắm nha quý vị. Đi. Đây là đây là thanh long của chú Hoàng gần nhà. Cũng có trái chín luôn rồi kìa cả nhà. Chắc cũng lượt bên đây á. Trời ơi coi kìa. Mọi người ơi, thanh long giờ chín đỏ đẹp quá trời luôn à cả nhà ơi. Quá trời đẹp luôn rồi. Mọi nè. Người ơi, giờ thanh long chín đỏ đẹp luôn rồi cả nhà ơi. Không có cái gì. Anh sẽ kêu nhiều từ ngữ đa dạng hơn để cả nhà mọi người quý vị và các bạn có thể hài lòng hết. Tại vì lúc là kêu quý vị thì bảo là kêu quý vị hoài. Còn giờ là đổi thành cả nhà thì cứ cả nhà hoài. Rồi bây giờ là sẽ kêu đủ tùm lum la luôn. Chiều hết luôn. Cái tiền đi theo Út kìa, cái tiền đi theo chị sao không chị? Ôi ơi nè em, có thanh long nè. Ôi ơi. Cái này là mới trái còn tơ chưa ra nhiều phải không anh? Đúng rồi, thanh long này mới có năm mấy, năm rưỡi hơn. Chắc 2 năm rồi đó chứ. Chưa, 2 năm. Trời ơi, coi kìa. Nè quý vị, nè cả nhà. Nè mọi người. À. Nghe tiếng pin phải không? Đi ra đây. Đi trước đi bé tiền. Trời ơi, thanh long nè. Trời ơi, thấy mê không trời. Ôi, xuống chợ khán giả là bo. Ủa, bo hả? Có bo nữa hả? Bo nữa. Bo ơi. Chợ khán giả bo. Chợ khán giả đi con. Bo ơi, anh, chợ khán giả đi con. Em ăn cá cái này không? Cái gì? Hơn ký. Trời ơi. Hơn ký. Hơn 20 ngàn á. 20 ngàn là chỉ ở chỗ tại vườn thôi chứ ra tới nước ngoài chắc mấy chục ha. Trời ơi cả trăm hàng hơn á. Cả nhà ơi, cả nhà thấy cha lại kỹ ghê không? Nè cái trái thanh long nè, cái dây nó dài quá.
cha lại lấy cây chống nó lên. Đó. Sợ đụng đất hả? Đúng rồi, chứ nếu không mình sẽ đụng đất như thế này. Đó, đụng đất thì cái con bọ, con này con kia nó sẽ ăn mất trái anh Long. Cha sẽ không có tiền. Bác Ba. Thưa bác Ba. Bãi kìa. Đây là bác Ba. Đây là bác Ba của Lợi. Đi trước đi, đừng để lại kiếp. Đó, hồi sáng giờ con đi chợ chuẩn bị nấu ăn. Sáng giờ đi chợ. Ôi, chào Dương Ba con, chào con dễ đấy con. Chào rồi, rồi hay, mới nghe tí tắt. Hai dưỡng cháu mình mang giáp cặp nè, thấy không? Đây. Chào dạ, chào cả nhà đi con. Chào. Chào cả nhà đi. Con chào đi. Chào dạ. Sao không chào? Hồi nãy mới nghe nói chuyện mình lại cái gì à? Ta biểu nó hù nát ra chờ con giả, nó nói chờ con giả phải có ăn cơm mới chào. Trời ơi, chào khán giả mà phải có ăn cơm mới chào. Mày ngon dữ à. Chắc ý nó lên ngồi ăn á anh. À. Chắc nó thấy hả? Dạ. Đây là bác Bảy. Bác Bảy nè quý vị. À, bác Bảy là người... Ồ, một trái bị nứt rồi bác Bảy. Ừ, đâu đâu? Nè. Rồi có nước rồi, rồi ôi anh uổng quá. Anh đặt em nè. Đó, thanh long mà 20 ngàn một ký mà nó nứt vậy, không biết chị Dung mua nhiêu ta, chắc 9-10 ngàn vậy quá. Ghẹo cả nhà thôi chứ thanh long vạt nó rẻ lắm, chừng 2-3 ngàn, 3-4 ngàn. Cha sợ mưa đùm bông thanh long nè. Đúng rồi, sợ trời mưa là mình phải đùm nó lại như vậy. Mô ơi, mô chào khán giả chưa? Nó có ăn cơm, nó chào. Trời ơi, hồi nãy có chích mình không? Giờ anh đẩy hả anh? Anh không mặc áo dài tay. Một lát mẹ còn phải cắt càng cua nữa nè. Bây giờ là lại sẽ đẩy với em Bình nha. Anh đẩy ba hả? Ba rổ. Gì à? Rổ này chắc cũng cỡ chục ký lô á. Ơi em đi kiểu này chắc trẹo đôi dép em quá. Đó. Ê chú Năm. Ê chú Năm. Ê chú Năm không có đi làm hả? Dạ. Dạ con mới về. Ê chú Năm có bán thanh long không chú Năm? Có con. Dạ. Rổ này 10 ký không cha? Mười mấy ký chứ 10 ký gì. Lỗ bự. Chắc cũng là 2-3 ký. Cho 1 ký đi. Thì 20 ngàn ký gỗ này là lại đẩy là 600 ngàn nè. Xe này nè. Hơn anh cha thấy hơn 10 ký. Đúng rồi. Một xe vậy là hơn 600 ngàn này nha cả nhà. Anh đẩy đi xuống mặt kinh luôn đi. Trời ơi. Vô lái khác vô. Trời ơi. Em dám ủ mua. Em ăn chặn thanh long của cha. Được rồi. Ủa quý vị ơi. Đố anh này là gì? Anh không đừng đánh trống lảng đang nói chuyện này. Quý vị ơi, đó cha cũng sẽ xem clip này. Cha ơi, vợ con nó kêu là giờ đẩy xuống bờ kinh đặng kêu lấy đặng kêu lái khác lại đặng ăn chặn ba rổ kêu này. Đang chạy xe ba gác vô em nha. Anh chút thế nào anh cũng mét cha để anh được hưởng. Hưởng 200 ngàn ít, đợi anh Bình đi trước kẹt tài rồi quý vị. Đậu bắp á. Bắp cái này ăn được rồi nè. Mốt em cũng sẽ trồng đậu bắp, bạc hà, bông su đũa, đủ thứ rau muống. Ngon hết sảy. Chú Ba Bình đẩy. Ngon vậy hả? Trời lên chú Ba đẩy ha. Đi. Rồi bây giờ mình sẽ vô nhà nha. Đây là cây lá dứa. Ủa đâu đây dứa đâu rồi? Bắt bãi. Em quay bắt bãi. Bắt bãi kêu quay bắt bãi nè. Bắt bãi rất là giỏi. Bà chính đi về. Đi về, bà chính đi về đó. Mồm gì? Mở đây lát ngồi mày là gì nè. Nè, mở đây đi lắm, ngồi lại dẫn gì à? Xe này làm miếng mềm hay sao ta? Ờ đúng rồi, về bơm mới được.
Vậy là bị bể rồi. Lá cắt càng cua nữa hả mẹ? Cắt rồi nữa đó. Ủa, cắt rồi nữa hả? Rồi 150 kg. Ôi, bữa nay 150 kg luôn hả? Nhiêu ký mẹ? Sáu. Thấy cua lột vỏ không? Đâu anh? Đó, hai con nãy đó anh. Ủa, nó lột vỏ chứ không phải là hai con hả? Không, lột vỏ. Ủa? Vậy lột vỏ hả? Hai con. Lột vỏ, nó mê cái con đen nó thì xèo à. Ủa? Cua mẹ. Nó lột vỏ á. Vậy là con nào là lột vỏ? Cái con no, cái con mềm là nó, còn cái kia là cái vỏ. Trời ơi, cua lột vỏ cả nhà ơi, vậy mà tuổi đâu hai con. Đâu em bóc cái vỏ đó lên coi. Thôi em không dám. Đây em bóc thử coi. Hai con mà anh Bình nói gì vậy? Ủa gì vậy? Nè, còn con bên đây nó bò kìa. À, quý vị ơi, cái vỏ cua. À, nó lột ra con này hả? Ừ, con này nó lột ra con đó. À. Ủa, có vụ lột vỏ nữa hả ta? Có chứ em. À, rồi con này giờ mềm xèo luôn rồi nè quý vị. Mềm lắm hả anh? Ờ. À, đúng rồi, nó mềm kìa. Nè. Nó mét luôn kìa. Nè cả nhà. Thấy không? Nè. Con cua lột vỏ này giờ mềm xèo. Nó cạn sụi lơ rồi, đâu kẹp được. Đó, thấy không? Chừng nào nó mới mạnh trở lại. Thì để cái vỏ nó khô đi. Vậy mà nãy giờ nói hai con cua. Để thả thả tay anh thôi được không? Gì? Đúng vậy mà hả? Ừ, cái đúng vỏ. Rồi, nó lọc vỏ đó anh. Ờ. Vậy mà nãy giờ nói hai con cua không? Đi, đi, vô. Con lông này chừng nào chín thôi nè. Nghĩa là anh Bình chờ anh kìa. Lọc vỏ mà nãy giờ tưởng hai con. Nãy giờ em nói hai con cua. Nặng không anh? Nhẹ bánh hơn. Xe này hơi mềm nên là đẩy nó hơi nặng. Kêu nó chào, nó bảo là có ăn cơm nó. Ủa, chào. Ủa sao không có cân hả chị? Bự không mà nó bự. Lái chuyên nghiệp nên không cần cân luôn. Trời ơi, vô vườn nào có lâm chơm mới đem cân chứ. Đúng rồi, lâm nhỏ. Làm thanh lâm mà có lâm chơm sao? Tại vì thanh lâm trái nhỏ ở đây là nhà vườn với lại lái gọi là chôm chôm á cả nhà. Mà cái này không có chôm chôm, cái này là hàng khủng. Trời luôn. Đúng rồi, chôm chôm thì mình lặt mình bỏ ngay lúc đầu á. Mà hồi xưa đâu có lặt đâu ha, ra nhiều để hết. Cái xe này mấy bơm thêm nữa ông nãy cho. Cha bơm mà nó vẫn mềm. Ủa. Bánh xe mềm đẩy muốn xì khói. Một cây này là một trái, hai trái, ba trái, bốn trái, năm trái, sáu trái. Thì năm sau, một năm nữa là nó sẽ lên gấp đôi là 12 trái. Wow. Mệt chưa? Tươi lòng. Bác ca cho 15 triệu. Thiệt không? Thì người nữa. Bán này được 30 hả? Thì cả 1,5 tấn. Ngon rồi. Nên ráng đẩy đi. Vậy mà em rồi đẩy thanh long cho xuống kênh. Kêu lái khác.
hết nói nổi cái út. Em nói giỡn mà. Từ nãy giờ là làm được, để lại đếm được bao nhiêu xé nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 xé rồi. 8 xé rồi nha cả nhà. Anh Hai Tiến vẫn đang tiếp tục chất. Anh Hai chất được xé về cao nhất anh chất là bao nhiêu ký anh Hai? 65 ký. 65 ký ha. 65 ký. 65 ký. Trừ cái xé ra 7 ký nữa hả? 7 ký. Mà còn được năm mấy ký. Năm mấy cho 60 ký đi. 60 ký mà 20.000 ký là nhiêu tiền ta? 2 2 hả? Rồi. Gì dữ vậy? Phải không? Gì dữ vậy? Rồi. 2 triệu 2, 2 triệu 4. 3 triệu 6. Vậy giờ bán xé. Bán xé 1 triệu 2 luôn đi, khỏi cân. 7 8 xé là 8 triệu rồi đó. 9 triệu. Ôi ơi ngon vậy trời. Chứ mấy? Biết giờ cha chia cho tụi em nhiêu nữa nè. Chính xe là 10 triệu á. Nãy cha nói cho 15 triệu. Chị Chung làm chứng nha, nãy cha nói á. Đây đây bà chủ. Bà chủ lái thanh long. Bán cho quê chị này. Quê Sóc Trăng. Quê Sóc Trăng hả? Quê Sóc Trăng hả chị? Ừ. Wow. Đó, đây là cái đống này chị đã lựa ra rồi nè cả nhà. Cái lúc nãy lại đẩy vô thì được như đây. Đó, cái mình chị lựa ra từ từ. Lón này thì còn được 20, chắc lón tới giá rẻ hả chị ha? Rẻ 10.000. Trời ơi. Là lón còn nửa tháng nữa hả quý vị? Nửa tháng nữa là chừng 10.000. Lón tới là 32. 32 chia đôi hả? 32 2 kg. 32 kg. Ồ biết. Chút ngay mà. Ờ hay lâu mà cái đợt nào mà nó rộ quá là nó lại rẻ à. Ngộ thiệt. Dạ dạ. Dạ con đi đẩy tiếp đây cha. Dạ chứ đứng dậy sao chia tiền được. Thôi lại đi đẩy tiếp nha quý vị ơi. Mấy mốt nữa là em đi theo anh câu dịch nha anh Danh. Rồi rồi. Ờ anh này là thần sát cá luôn á quý vị. Chuyên gia đi câu dịch, câu rất nhiều cá lóc luôn, mốt lại sẽ đi theo ảnh. Một mình chỉ lựa hết như đây luôn á quý vị ơi. Vậy là được, chắc cũng được 20 xé. Đẹp quá trời. Thanh long chín đỏ đều ghê không quý vị. Hôm lại đưa lên cái có bạn vô hỏi là cách trồng, trời ơi lại đâu biết cách trồng sao đâu. Xịt thuốc than sao biết được này. Xịt thuốc biết này. Cái này là cha làm là có nghề hết trơn à. Thuốc than là mỗi người mỗi khác chứ không có giống nhau đâu quý vị ơi. Cái dạ. Rồi bây giờ mình sẽ chờ mẹ làm đồ ăn và mình sẽ dọn lên và ăn cùng với mấy bác nha. Cả nhà đợi mình xíu nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cân thanh long nha quý vị ơi. Mọi người. Xe này 70 kg. Để xem nha. Nhiêu đây? 69 kg. Ê. Ê. Rồi xem cái giỏ. Trời ơi. Cái con này là ngày xưa con đi làm là con đâu, con bị dập một lần rồi đó. Đau điếng người. Đây. Vậy được 19 xé hả cha? Cái dạc phải không? 72. 72. Cái gì của anh Bình mà nãy có 9 kg vậy đó. Ờ 9 kg. Rồi bây giờ thì mời cả nhà mình ăn món bún măng với vịt nha. Mấy anh với mấy bác rồi sáng này làm giờ mẹ đãi cho ăn món này.
mình ăn với rau muống nè, với lại giá. Hôm nay có bà nội với cha với bác Bảy, anh Bình, bé Tiền tham gia luôn. Bữa nay bé Tiền vô đây phụ làm bánh được đãi ăn luôn. Uống măng vịt nha cả nhà. Vịt này vịt xiêm hay vịt trắng nè? Vịt này vịt trắng nha. Có rau vô mất điều. Có mắm tôm nữa nha cha, mắm tôm quá. Thảm cha có mắm tôm bị đau bụng luôn á. Nhập viện luôn á. Ông cha cũng bệnh là cũng đau bụng rồi sao tới bác sĩ xích hoài không hết rồi. Cái Tiền quay qua chỗ Út ngồi đi mấy Tiền. Hả? Ừ, cha nhũ chín rồi. Lần khác cũng nghi 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 nghi. Má làm chung á, lần nào mà cắt xong hay là gánh xong á thì mẹ thường đãi cho anh một bữa ăn như thế này. Đó là công việc của mình là mấy cho bác làm là như vậy. Thì hôm nay lại cũng xin cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm và theo dõi lại. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ lại trong những clip sắp tới nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở clip sau. Bye bye mọi người.